Theo đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 10 năm 2019, người dân đi chợ Tân An, phường 1, thành phố Tân An, Long An, thì người dân bất ngờ phát hiện thi thể một phụ nữ trôi trên sông Bảo Định, gần chân cầu Đúc Tân An. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thành phố lập tức xuống bảo vệ hiện trường để đưa thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm, điều tra làm rõ. Qua quan sát ban đầu cho thấy, nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi, trên thi thể vẫn mặc nguyên áo thun màu xanh dương và quần màu đen. Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời thông báo rộng rãi tìm thân nhân nạn nhân.